Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 368. Bàn về nói hưu nói vượt, Phương Hành nhận thứ hai, lại có ai dám nhận đầu tiên? Thật thật giả giả, hư hư thực thực, hơn nữa hành động tinh xảo, chính mình cũng tin 7-8 phần. Về phần những người khác, thậm chí kể cả Thanh Huyền vực chủ thì càng phân không rõ thật giả, thậm chí bị Phương Hành nói hưu nói vượt làm choáng luôn. Dù sao bên trong có quá nhiều đồ vật làm cho người ta liên tưởng. Ngàn năm trước Đế Lưu Điện Hạ thực cùng Thanh La Tiên Tử quan hệ rất sâu, như vậy hai người sớm lên giường có thể không xảy ra sao? Mà đã lăn ra giường, vậy sinh một đứa con gái thì cũng có khả năng nha. Huống chi lúc trước không ít người thấy Đế Lưu Điện Hạ giữ gìn tiểu cô nương kia, mà sự tình Thanh La Tiên Tử sau khi rời khỏi Phù Đồ Thiên Giới mang tiểu cô nương kia cũng xác thực là có người bái kiến. Theo loại tưởng tượng này, vậy thì càng nghĩ càng đặc sắc rồi, giống như là hát tuồng vậy. Đương nhiên, đặt ở trong mắt người thông minh, lỗ thủng cũng rất nhiều. Nói thí dụ như là vì sao Thanh La Tiên Tử sinh một đứa bé lại không bị người phát hiện. Nàng ném đứa nhỏ này đi, hai tử này là sống như thế nào? Hơn nữa sống ngàn năm, sau khi Đế Tử Điện Hạ trở về là làm sao tìm được nàng? Hơn nữa nếu tiểu cô nương kia là thực huyết mạch của Đế Tử Điện Hạ thì xác thực có quan hệ với tiên đế, mà lúc trước nàng chiếu ra huyết mạch rõ ràng là huyết mạch tiên vương, cái này giải thích như thế nào? Đương nhiên, lỗ thủng nhiều quy nhiều, lại không ảnh hưởng đến mọi người tin tưởng hắn. Đồn đãi chính là như vậy, thực giả đúng sai không trọng yếu, quan trọng là có lý thú hay không. Mà cái này cũng một phần đại lễ mà Phương Hành chuẩn bị cho Thanh La. Hắn không biết Thanh La và Đế Lưu có lăn ra giường hay không, bất quá cái này cũng không ngại khi hắn thi triển kế hoạch của mình. Còn nhớ rõ ban đầu ở Long Giới, hắn trong lúc vô tình nói ra làn da của Thanh La rất mịn, Hồng Thiên Tiên Tử liền nổi lên sát cơ. Từ khi đó bắt đầu, Phương Hành đã đoán được một điểm gì đó. Về sau Thanh La Tiên Tử đuổi giết vào Phù Đồ Thiên Giới, không sợ bị người nói nàng là tình cũ chưa quên với Đế Lưu, lại vẫn muốn giết chết mình, chỉ có thể nói nàng là muốn che giấu một bí mật càng lớn. Còn có bí mật gì lớn hơn tình cũ chưa quên? Cái kia tự nhiên là thân nguyên âm rồi. Dù sao đế thích là nhân vật nào? Đây chính là thái tử duy nhất của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, tồn tại kế thừa Xích Đế truyền thừa. Đạo lữ của hắn cũng sẽ cùng hắn quân lâm Đại Xích Thiên Giới, tồn tại giống như là vương mẫu vậy, làm sao có thể lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt vào chỗ bẩn? Mà Thanh La không muốn lưu lại chỗ bẩn, vậy Phương Hành sẽ cho nàng chỗ bẩn lớn hơn. Người trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm bí mật này, ta liền dứt khoát nói chuyện này ra ngoài. Là thật hay là giả, ta không có để ý tới, chỉ cần người tin thì tốt rồi. Chỉ cần có người tin thì tốt rồi. Im ngay! Thanh Huyền vực chủ cũng minh bạch, giận dữ giống to một tiếng, giống như là lôi điện đánh nát vô số hư không. Trái tim mọi người đều run lên, ý niệm thượng vàng hạ cám ở trong đầu đều ném đi không ít. Mà lúc này Thanh Huyền vực chủ thì nộ phát như điên, tầng mây đen đen theo suy nghĩ của hắn mà ảnh hưởng, rậm rạp không trung, sấm sét vang dội. Ánh mắt nhìn Phương Hành thậm chí đã không che giấu sát cơ, giận dữ hết: Đế Lưu, ta nhìn ngươi lớn lên, mặc dù trước kia hung ác điên cuồng, lại sẽ không hèn hạ như vậy. Hôm nay ngươi không có bằng chứng, lại mở miệng nói năng bậy bạ, lăng không ô nhục nữ nhi của ta trong sạch, cái làm bậc này không sợ ném đi mặt mũi của tiên đế đại nhân sao? Đại La Kim Tiên nổi giận, ai không sợ chứ? Ngay cả chư vị Thái Ất Thượng Tiên vào lúc này cũng nơm nớp lo sợ, tâm hoảng ý loạn. Dù sao đây chính là tồn tại một ý niệm liền có thể diệt sát tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Lộc Tẩu cũng âm thầm kêu khổ. Đối mặt tồn tại bậc này, người chọc giận hắn lại không có chỗ tốt, tội gì làm như vậy? Nhưng mà Phương Hành nghĩ lại, không có giống hắn, trời sinh lá gan lớn. Thời điểm Thanh Huyền Nguyệt đã phẫn nộ tới cực hạn, sắp phá hủy lý trí, hắn lại cười lạnh, không chỉ không lùi, còn bước ra một bước, chỉ vào cái mũi của Thanh Huyền Nguyệt chửi ầm lên: Lăng không ô nhục trong sạch của con gái ngươi,
Lời như vậy ngươi cũng nói được sao? Bổn đế tử miệng vàng lời ngọc, sao có thể nói bậy? Thanh Huyền vực chủ cười lạnh. Ngươi mở miệng nói bậy, dụng tâm hiểm ác, trăm ngàn chỗ hở, còn không tính vụ oan. Nói bậy. Phương Hành cười lạnh. Bổn đế tử có nhân chứng. Nhân chứng? Thanh Huyền vực chủ giận quá mà cười. Tùy tiện tìm người đến liền tính toán nhân chứng sao? Lão phu tùy thời có thể tìm 18 cái nhân chứng chứng minh đế tử là nói hưu nói vượt. Dưới tay ai không có sĩ tử? Đế tử điện hạ thực cho rằng thủ đoạn nhỏ này có thể đổi trắng thay đen sao? Nhân chứng của ta không phải sĩ tử. Phương Hành nở nụ cười, đột nhiên cúi người gõ cốt lâu nói. Lão Ngũ, đi ra chào hỏi cha người đi. Hả? Sắc mặt Thanh Huyền vực chủ khẽ biến, đã có loại dự cảm bất hảo. Sau đó hắn nhìn thấy cốt lâu dưới chân của Phương Hành mở rộng mồm, đi ra một nữ hài thanh tú động lòng người. Mặc dù chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mà trời sinh mị sắc. Lúc này bị Phương Hành kêu ra, sắc mặt có chút mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy được Thanh Huyền vực chủ cách đó không xa, cả người giật nảy cả mình, vô ý thức muốn chạy trở về. Thanh Huyền vực chủ thì triệt để sợ ngây người. Ta vừa nói sự tình của chúng ta với cha của ngươi. Phương Hành lặng lẽ truyền cho nàng một đạo thần niệm, sau đó ưỡn ngực quát to. Nha đầu, người nói ta nói có phải là thật hay không? Xì Nhi kinh hãi, nàng một mực trốn ở Khô Lâu thần cung điều dưỡng, không biết chuyện ở bên ngoài. Lúc này thực cho rằng Phương Hành nói chuyện của mình với Thanh Huyền vực chủ. Mặt xấu hổ đỏ bừng, dưới tình thế nguy cấp cũng không hỏi kịp, chỉ kinh hãi nhìn Thanh Huyền vực chủ thì lẽ một cái, hai gò má ửng hồng, nhỏ giọng nói. Là thật. Phương Hành cười phá lên, chỉ vào Thanh Huyền vực chủ quát. Lão nô tài, ngươi còn gì để nói? Sao có thể gọi cha ta là lão nô tài? Xì Nhi nghe vậy nhất thời có chút bất mãn, ngẩng đầu lên liếc Phương Hành. Ngươi nhanh đi về, ta còn phải cùng hắn nói sự tình lễ hỏi. Lão gia hỏa kia thế ta thất thế, không muốn gả ngươi cho ta. Phương Hành thấp giọng truyền âm, sau đó bảo Xì Nhi trở về. Xì Nhi nhất thời tỉnh ngộ, giống như là rộng mở trong sáng, nhìn Phương Hành quay đầu muốn đi. Tiện tỳ, người đứng lại đó cho ta. Lúc này Thanh Huyền vực chủ cũng giận dữ, hai mắt phóng hỏa, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ có điều mặc dù hắn là phụ thân, nhưng mà lại không biết tính tình nữ nhi của mình. Người bên ngoài bị hắn hét lớn tuyệt đối sẽ không dám động một bước, nhưng mà lá gan của Si Nhi thật nhỏ, bị hắn quát to ngược lại càng hoảng sợ, suy một tiếng chạy trở về luôn. Ngươi! Thanh Huyền vực chủ suýt nữa là tức điên lên. Nếu không phải cố kỵ Phương Hành, thực là muốn tiến đến tóm nàng đi ra. Đối với Phương Hành làm tiểu siếc, hắn không chút nghi ngờ. Lúc này còn tưởng Si Nhi là không mặt mũi thấy mình. Thanh Huyền lão thất phu, đừng ở trước mặt phu nhân của bổn đế tử đùa nghịch uy phong. Phương Hành hét lớn, uy phong lẫm lẫm đối chọi gay gắt. Phu nhân! Trái tim của Thanh Huyền vực chủ khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Ngươi và xuống nhà đầu kia? Không sai. Phương Hành lạnh giọng cười, nhẹ gật đầu nói. Ta với nàng tình đầu ý hợp, đã định chung thân, sớm nên đổi lại xưng hô với ngươi rồi. Nói xong lông mi nhảy lên. Ngươi nói đúng không, nhạc phụ đại nhân? Tốt, tốt, khá lắm đế tử. Thanh Huyền vực chủ không có chút vui mừng, vô ý thức cảm thấy đây là đế lưu muốn trả thù. Vốn hắn và Thanh La tình đầu ý hợp, nhưng mà cuối cùng Thanh La và đế thích đính hôn, hắn lại cố ý lừa gạt Di Nhi. Mặc dù mình không để ý đứa con gái xuất thân bất chính kia, nhưng mà chuyện này nghĩ lại đã thấy giận. Càng nghiêm trọng hơn là nếu Di Nhi làm chứng. Mà lúc này Phương Hành cười lạnh nói. Nếu là nhân chứng khác khó có thể thủ tín, nhưng mà nha đầu này không có vấn đề nha. Hơn nữa người cũng bớt giả bộ hồ đồ trước mặt bổn đế tử đi. Ngươi là đại la kim tiên, ta không tin ngươi nhìn không ra con gái của ngươi đã từng mất nguyên âm. Dù dùng bí pháp đền bù thì cũng có thể nhìn ra được. Nếu ngươi thực cho rằng ta nói bậy, tốt, kêu tiện nhân Thanh La kia ra đối chứng với ta, kêu nữ nhi của ta đến kiểm tra huyết mạch. Nếu không dám là trong tâm có quỷ. Ông trời của ta, ngươi đây là bức một vị đại la kim tiên phát điên đấy. Lộc Tẩu giật mình, vẻ mặt khiếp sợ, trái tim âm thầm kêu khổ. Quả nhiên Thanh Huyền vực chủ nghe vậy, ở trên người khí thế hung ác nở rộ, như là vô số hắc diễm. Lúc này khí tức trên người hắn đã như là lệ nhận, trực chỉ Phương Hành. Thanh âm phảng phất như là từ U Minh truyền tới, tùy thời muốn mạt sát Phương Hành. Lão nô tài.
ngươi thật lớn mật, ngay cả tiên đế cũng sẽ không gọi ta là lão nô tài. Vậy ngươi tự nói, ngươi đến cùng có phải nô tài hay không? Phương Hành hai tay ôm ngực, nhìn Thanh Huyền vực chủ thịnh nộ, ánh mắt lạnh đạch, đối chọi gay gắt. Giờ khắc này đối với Đại La Kim Tiên, hắn lại tranh khí thế. Hắn biết rõ sau khi bức Thanh Huyền vực chủ tức cực điểm, người này hoặc là ở dưới cơn thịnh nộ một trường chụp chết mình, hoặc là bị mình phá phòng mang, thành thành thực thực cùng mình nói điều kiện. Mà hắn cũng đã liệu định Thanh Huyền vực chủ nhất định không dám ra tay. Dù hắn là Đại La Kim Tiên, dù hắn là Thanh Huyền vực chủ cũng sẽ không dám. Loại đánh bạc này Phương Hành ở Thiên Nguyên Đại Lục không dám đánh, nhưng tiên giới lại dám chơi như vậy. Tiên giới dù sao cũng không giống Thiên Nguyên Đại Lục, đây là quy củ quá sầm nghiêm, tôn ti rõ ràng, quy củ như đao, chém dụng tất cả ngông nghênh. Quả nhiên sau khi hắn cười lạnh hỏi một câu kia, bầu không khí xuất hiện thời gian dài tĩnh mịch như là thời gian ngưng trệ. Sau đó ngoài dự đoán của mọi người, Thanh Huyền vực chủ ở dưới cơn thịnh nộ lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười tự như là gió xuân, băng khai tuyết tiêu, ngay cả thiên không cũng trở nên trong sáng. Lão phù trung thành và tận tâm với tiền đế, nói ta là tiên tướng cũng tốt, nô tài cũng thế, lại có gì khác nhau? Trong nụ cười của Thanh Huyền vực chủ tự hồ bao hàm tha thứ và từ bi. Ở trong ánh mắt nhìn Phương Hành, hồ đồ đã không còn phẫn hận và kinh sợ, mà càng như là một trường bối nhìn tiểu bối, nhẹ giọng cười nói: ngàn năm không thấy, điện hạ vẫn tinh nghịch như vậy. Tiểu chất không biết lớn nhỏ, chỉ đùa với Thanh Huyền thúc thúc một chút, đoán chừng trở về Đại Xích Thiên sẽ bị phạt. Phương Hành cũng nở nụ cười, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Là sẽ bị phạt. Thanh Huyền vực chủ cười nói: người hố Thanh La muội muội, vui đùa không biết lớn nhỏ, cái này là tội thứ nhất. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Khô Lâu Thần Cung: tư định trung thân, coi trời bằng vung, đây là tội thứ hai. Nếu không phải Thanh Huyền thúc thúc bức ta, ta cũng không muốn làm như vậy. Phương Hành cười phá lên, nói nhạt như mây gió: hồ đồ, lão phù cũng là vì muốn tốt cho điện hạ, sao sẽ bức ngươi? Thanh Huyền vực chủ giận nói, nhưng không có khí thế bức người như vừa rồi. Phương Hành và Thanh Huyền vực chủ đồng thời cười to, vui vẻ hòa thuận. Một màn này làm cho Lộc Tẩu ngây người. Hắn là lão thành tinh, lúc này Phương Hành dùng phương pháp cũng tốt, nói lời cũng tốt, kỳ thực hắn đều rất rõ ràng. Nhưng mà khác nhau ở chỗ, kế sách là kế sách rất đơn giản, chỉ là đối mặt Đại La Kim Tiên, một ý niệm là có thể định sinh tử của mình, có thể sử dụng được hay không mà thôi. Hắn tự nghĩ là làm không được, lúc này thấy Phương Hành làm được, hơn nữa làm thành thạo như vậy, ở trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán: tiểu vương bát đản này, từ nơi nào đến can đảm như vậy? Một người giả mạo, lá gan lại còn lớn hơn đế tử chính thức. Đế tử điện hạ, lời nói cũng không thể nói lung tung, người ở trước mặt lão phu đùa một chút có thể, ở đây là vì đều là thuộc hạ, sẽ không có người chuyển đi, nhưng bên ngoài nói những chuyện này sẽ làm Đại Xích Thiên nhất mạch chúng ta mất mặt. Loại vui đùa này về sau có thể gây ra nhiều hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa người muốn gặp Thanh La này thực quá không khéo. Thanh La nha đầu đã ở ngày hôm qua đi ra Thanh Huyền Thiên, tiến về vực ngoại tinh không tìm Đế Thích Đại Nhân trước khi tiêu diệt phản loạn, là rất khó trở lại. Cái gì? Đi ngoại vực tinh không? Phương Hành nhíu mày, trái tim vội vàng suy tư, thật lâu không nói lời nào. Mà đúng lúc đó, vẻ mặt của Thanh Huyền vực chủ cũng cười cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm nhìn về Phương Hành, trái tim nhanh quay ngược trở lại. Tuyệt đối không thể đưa hắn đến Đại Xích Thiên. Ta vốn định không đếm xỉa đến sự tình này, đưa hắn đi Đại Xích Thiên. Ba vị tiên tôn thích xử lý như thế nào thì xử lý, cùng ta không chút quan hệ, để bả lão gia hỏa kia đau đầu. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới kẻ này sẽ trở nên âm hiểm như vậy, lại dùng thanh danh của Thanh La nha đầu đến uy hiếp ta, lại không biết làm sao lừa bịp tiện nha đầu kia nữa, làm cho ta ném chuột sợ vỡ bình. Xem ra ngàn năm không thấy, xác thực là không thể xem nhẹ được. Người cũng trở nên xảo trá, đảm lượng cũng không nhỏ, nhiễu loạn thăng tiên hội, mang ra nhiều u hợp như vậy, lại tiến vào man hoang, đây là ý định cướp vật tư, chế tạo tiên binh thuộc về mình sao? Vừa nghĩ, lòng hắn đã cười lạnh, dần dần hiểu ra. À đúng rồi, gia hỏa này bắt đầu chế tạo tiên binh của mình, nói rõ hắn không có buông tha ý niệm cùng với Đế Thích tranh phong. Hơn nữa xem
Hơn nữa ta xem tu vi của hắn cũng không giống như là Thanh La nói, biến thành phế nhân. Ngược lại khí cơ ẩn tàng, mặc dù kém ngàn năm trước, nhưng mà quyết không thể khinh thường. Nếu để cho hắn phát triển trăm năm, thậm chí ngàn năm, có lẽ thật tích lũy đủ nội tình tranh phong với Đế Thích. Mà hiện tại hắn đánh chủ ý, chỉ sợ là muốn ly gián quan hệ của ta và Đế Thích, sau đó giúp hắn. Thật ngây thơ. Hắn cho rằng dùng chút thủ đoạn ly gián cảm tình giữa Thanh La và Đế Thích là có thể làm cho lão phù ra tay giúp hắn. Trăm năm trước, thời điểm Thanh La và Đế Thích đính hôn, ta đã đặt cược ở trên người Đế Thích, quyết không cho sửa đổi ý, càng không có khả năng theo một vế nhân như hắn. Bất quá cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho hắn về Đại Xích Thiên. Nếu không, hắn hồ ngôn đoạn ngữ sẽ làm cho người đau đầu, bất lợi thanh danh của Thanh La, cũng làm trong lòng Đế Thích co gai. Dù sao Thanh Huyền vực chủ nhớ tới chuyện hoang đường của nữ nhi ở ngàn năm trước, cũng nhịn không được đau đầu. Mà sau khi so đo, hắn đã có quyết định, chính là không thể để cho Đế Lưu về Đại Xích Thiên. Hắn nhất định phải chết. Hôm nay ở Đại Xích Thiên, chỉ sợ còn không ai có can đảm giết hắn, tối đa sẽ chỉ nhốt hắn. Mà hôm nay mình gặp hắn, bị nhiều người biết được, tin tức khó có thể phong tỏa. Ở dưới loại trạng thái này, mình muốn an bài ngoài ý muốn, hoặc đưa hắn đến chỗ tiền đế khác, chỉ sợ sẽ không có khả năng. Dù sao làm như vậy, mình đầu tiên sẽ rơi vào tội bảo hộ đế tử bất lợi. Dù hiện tại Đế Lưu chết trong tay ai cũng tốt, nhưng mà khi cái chết quán có quan hệ tới mình, người bên ngoài quyết chắc không bỏ qua. Dù sao cũng tựa như là hắn nói, mình chỉ là một lão nô tài, không thể đưa về Đại Xích Thiên, lại không thể dùng những phương pháp khác để cho hắn chết. Như vậy lựa chọn trước mắt cũng chỉ có một. Chư thiên vạn giới có thể lớn bật giết hắn chỉ có một người: Thái tử Đại Xích Thiên Đế Thích. Địa phương duy nhất để hắn chết không minh bạch cũng chỉ có một kia, kia chính là vực ngoại tinh không, chiến hỏa lan tràn. Bất động thanh sắc, Thanh Huyền vực chủ đã hạ quyết định, nhưng mà trên mặt lại không có sơ hở mảy may, ngược lại cố ý thở dài nói: đúng vậy, Thành là đã ly khai Thanh Huyền Thiên, không bằng đế tử điện hạ về Đại Xích Thiên trước đợi nào. Lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc, người xung quanh đều cảm thấy không khí quỷ dị, lại không người dám mở miệng. Nếu như phụ hoàng đã bế quan, ta vội vã chạy về Đại Xích Thiên cũng không có ý nghĩa gì. Mấy tức sau, Phương Hành chậm rãi mở miệng, lại nói rất chậm, tựa hồ đang suy nghĩ lời giải thích. Điện hạ nói như vậy không phải là không có lý. Trước khi tiên đế bế quan có mệnh, ai cũng không được quấy nhiễu, điện hạ cũng không ngoại lệ. Thanh Huyền vực chủ vui vẻ, cũng chậm chậm mở miệng, ánh mắt hơi run sợ. Không dám giấu giếm Thanh Huyền thúc thúc, ngàn năm trước tiểu chất chất nhất thời thất thủ, bị trấn áp ngàn năm, mất hết mặt mũi. Sở dĩ không chịu trở lại Đại Xích Thiên là cảm thấy không mặt mũi nào gặp phụ hoàng và ba vị tiên tôn. Hôm nay ỷ vào chút tầm đắc, chiêu hiền nạp sĩ, bình định phản loạn, chế tạo một chi tiên binh, tốt xấu gì cũng có thể thay phụ hoàng làm chút sự tình, bổ khuyết tội lỗi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền vực chủ, thanh âm lộ ra không hề có thành ý, mặc cho ai nghe xong cũng không tin. Nhưng Thanh Huyền vực chủ lại lập tức tiếp lời: điện hạ có tình, một mảnh hiếu tâm, tiên đế nhất định có thể hiểu được. Nhưng tiểu chất nghĩ, ở dưới phụ hoàng và Thanh Huyền thúc thúc che chở tiểu đả tiểu nháo, chẳng bằng đi lập chút đại công. Chỉ tiếc mặc dù hiện tại ta có chút tán binh có thể dùng, nhưng mà lại không có tài nguyên, hay là không danh phận. Hey, điện hạ sao lại nói như vậy? Thiếu loại vật tư nào, cứ việc tìm ta mở miệng là được. Thanh âm của Thanh Huyền vực chủ trầm ổn, không nóng không vội, nhưng lại trở nên cực kỳ dễ nói chuyện. Không chỉ đáp ứng sự tình vật tư, còn cười nói: còn nữa, người chính là đế tử, còn có tiên mệnh gia thân, nếu muốn giúp tiên đế bình định, sao lại thiếu danh phận? Thanh Huyền vực chủ đáp ứng nhanh như vậy, ngay cả Phương Hành cũng ngây ngốc một chút, một lát sau mới nở nụ cười. Nói như vậy, Thanh Huyền thúc thúc đáp ứng ta đi ngoại vực sao? Thanh Huyền vực chủ nở nụ cười: đâu chỉ đáp ứng, lão phu tự mình tiễn đưa người đi cũng được. Phương Hành có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không lường trước được Thanh Huyền vực chủ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mà Thanh Huyền vực chủ cũng không nghĩ đến, mình không phí chút khí lực lại để cho hắn đáp ứng tiến về ngoại vực. Mấy câu qua đi, hai người đột nhiên nhìn nhau cười to, chỉ cảm thấy nhìn đối phương cực kỳ thuận mắt. Đế tử điện hạ tâm đại quyết,
muốn chạy về ngoại vực tinh không bình định tranh công. Mà thời điểm Phương Hành và Lộc Tẩu lặng lẽ nói chuyện, Thanh Huyền vực chủ đã lấy ra một gương đồng, truyền tin tức cho ba vị tiên tôn ở Đại Xích Thiên, tận lực làm ra một bộ việc không liên quan đến mình, chỉ nói Đế Lưu Điện Hạ không muốn về Đại Xích Thiên, mong ba vị tiên tôn cho ý kiến. Bây giờ hắn tới ngoại vực, chẳng phải là muốn chết sao? Trong gương đồng hiện hóa ra một bạch mi lão già, thanh âm có chút mỉa mai, ánh mắt cũng có một chút khinh miệt nhìn vào Thanh Huyền vực chủ. Thanh Huyền Nguyệt, căn cứ tình báo ngươi truyền tới, sự tình Tam Điện Hạ mất đi tiên mệnh còn cần châm trước, nhưng mà thực lực xác thực không lớn bằng lúc trước, dùng trí tuệ của Tam Điện Hạ cũng không đến mức không rõ mình đi ngoại vực sẽ gặp được hung hiểm gì. Ta thực nghĩ mãi không rõ Tam Điện Hạ tiến về ngoại vực có gì tốt, không phải là muốn cùng với Đế Thích Đại Nhân tranh phong sao? Không phải là ngươi khuyến khích đấy chứ? Lão Phu đã từng nhận được tin tức, nghe nói Thanh La và Tam Điện Hạ tầm đó có chút không vui, cái này không làm ảnh hưởng quyết định của ngươi chứ? Ánh mắt Thanh Huyền Nguyệt lạnh lẽo, thấp giọng quát, sau đó ngẩng đầu lên. Đều là một bên nói bậy nói bạ, như thế nào có thể tin được? Thành là băng thanh ngọc khiết, lại có hôn ước với Đế Thích Điện Hạ, việc này chính là tiên đế tự mình định ra, há có thể cho bọn đạo trích chửi bới? Kính xin Nguyệt Tôn nói cẩn thận. Còn nữa, nếu như ba vị tiên tôn cảm thấy không ổn, lão phu có thể đưa Tam Điện Hạ về Đại Xích Thiên, do các người quyết định vận mệnh quán. Không cần. Thấy giọng điệu của Thanh Huyền Nguyệt có chút bất thiện, một vị thiên tôn khác cũng nói thay Nguyệt Tôn, nhẹ nhàng khoát tay áo nói: Thanh Huyền vực chủ không cần tức giận, những tin đồn thất thiệt này sẽ không có người để ý. Về phần Tam Điện Hạ, hắn đã cố tình như vậy chỉ để cho hắn đi ngoại vực xông xáo cũng tốt, dù sao hắn cũng là đế tử, vì Đại Xích Thiên tận một phần lực cũng là nên phải. Về phần những chuyện khác, hắn ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười cười, thanh âm nhỏ không thể nghe. Chuyện của bọn hắn để cho huynh đệ bọn hắn tự mình giải quyết. Có lẽ sau khi Đế Lưu Điện Hạ gặp được Đế Thích Đại Nhân sẽ biết song phương tranh lệch, không còn si tâm vọng tưởng nữa. Thực phải đi ngoại vực sao? Sự tình tiến triển thuận lợi ngoài ý muốn, Thanh Huyền vực chủ hùng hổ đi tới Màn Hoàng, muốn bắt Phương Hành về Đại Xích Thiên, đột nhiên thay đổi thái độ, không chỉ không đề cập tới sự tình muốn dẫn hắn về Đại Xích Thiên, ngược lại hoàn toàn ủng hộ hắn. Phương Hành cần tài nguyên luyện binh, liền đáp ứng giúp hắn trù bị tiền giáp, linh dược cùng tiễn, lại nghe nói tự mình xin đi xin chỉ thị của Đại Xích Thiên, lấy được một đạo tiên chỉ để hắn giành chính ngôn thuận. Mà Phương Hành muốn ở Man Hoang kiến tạo đạo thống, Thanh Huyền vực chủ cũng đáp ứng, vẽ ra một mảnh địa vực, thậm chí phái ra đại lực quỷ thần và hoàng cân lực sĩ, chỉ Thanh Huyền tiên phủ mới có, giúp hắn vận chuyển đất đá, trúc cung tu điện, chế tạo Thanh Huyền hành cung. Cái này ngay cả đám người Lộc Tẩu cũng có cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiện nhân kia ở ngoại vực, nếu Hạt Tử cũng ở ngoại vực, tự nhiên ta cũng phải đi ngoại vực rồi. Phương Hành chẳng hề để ý nói, sau đó lấy ra quyền trục kiếp đạo, nhẹ nhàng đảo qua, sau nửa ngày mới nở nụ cười. Trọng yếu hơn là, ta phát hiện muốn bồi dưỡng sát khí, Man Hoang lại quá nhỏ, ngoan nhân cũng ít, hoàn toàn không đủ dùng, có lẽ phải đi vực ngoại tinh không mới là thượng sách. Hay, lúc này mới tới tiên giới vài ngày, rõ ràng là muốn đi. Lộc Tẩu thật có chút tiếc hận, lắc đầu cảm thán, lại tựa hồ như nói sai chuyện gì. Nhìn mọi nơi thấy tả hữu không người, nhưng vẫn bố trí một bình chứng, phòng ngừa bị người khác nghe đến. Lúc này mới giảm thấp thanh âm, vẻ mặt ngưng trọng nói, hơn nữa còn có một vấn đề rất trọng yếu, có lẽ ngươi còn không ý thức được, trong miệng bọn hắn nói những ngoại vực hữu tu kia là ai, rất có khả năng là tu sĩ thiên ngoại đại lục từ trên tiên lục tới. Ngươi thực muốn đi cùng bọn họ bình đào tương kiến sao? Đi xem bằng hữu cũ cảm giác cũng rất tốt. Phương Hành nhẹ gật đầu, tự hồ không có để ý tới chuyện này trong lòng, ngược lại có chút chờ mong. Trên thực tế, sau khi hắn nghe nói Thanh La đi ngoại vực, cũng đã quyết định muốn chạy tới ngoại vực. Một là đi làm thịt nàng, ra một ngụm ác khí. Thứ hai là bí mật trên người manh nữ, để cho hắn cảm giác có chút lo lắng, cần phải làm rõ. Trước đây hắn từ trong miệng bộ hạ cũ của Quan Phi Hưng lấy được tin tức, trước khi Thanh Tà Tiên Vương vẫn lạc, lưu lại tin tức có lẽ có quan hệ tới đại kế lấn thiên của Thiên Nguyên Đại Lục. Và nghĩ tới cửu quan cũng cùng với tồn tại như là liên nữ, có được đại pháp lực, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ trốn ở ngoài sau không gặp người, lạnh lùng quan sát Thiên Nguyên Đại Lục. Trong nội tâm Phương Hành liền cảm giác áp lực không hiểu,
có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đã đoán được, khẳng định có kế hoạch gì đó đang âm thầm tiến hành, điều khiển vận mệnh của Thiên Nguyên Đại Lục. Mà Thanh Tà Tiên Vương lưu lại bí mật ở trên người Mai Nữ có lẽ có quan hệ tới kế hoạch kia. Phương Hành đã đi ra Thiên Nguyên Đại Lục, tiến vào tiên giới, có thể nói đã nhảy ra khổ hải, thoát ly kế hoạch kia. Nhưng mà dù sao các huynh đệ còn ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, còn bị những người kia nhìn chăm chú. Trước đây thông qua Thái Hư Huyễn Kính, đã từng trong lúc vô tình nhìn qua trận đại chiến ở trong tinh không, Phương Hành cũng khó tránh khỏi lo lắng. Bởi vậy Phương Hành minh bạch chuyến này không thể không đi, chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ có chút ngăn trở, nhưng mà kết quả cực kỳ thuận lợi. Thanh Huyền vực chủ quả thực là ước gì lập tức đưa hắn đến ngoại vực, một khắc cũng không trì hoãn. Báo, tiểu tiên phụng lệnh Thanh Huyền vực chủ đưa tới 800 bộ thanh kim bảo giáp hạ phẩm, 300 bộ hắc thiết bảo giáp trung phẩm, 10 bộ xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm, 100 bộ đại lực ngưu ma thần cung, 1 vạn chi vạn cổ ô mộc lạc tinh tiễn, 80 con đạp nguyệt yêu mã. Hồi bẩm điện hạ, tiểu tiên phụng mệnh Thanh Huyền vực chủ đưa tới 3 chiếc pháp thuyền. Hồi bẩm điện hạ, tiểu tiên phụng mệnh Thanh Huyền vực chủ đưa đến 3 vạn tiên hoàn, 1 vạn viên bảo đan. Hồi bẩm điện hạ. Đang nói chuyện, ngoài điện không ngừng truyền tới tiếng báo cáo, tiên quan áp giải vật tư đã tới. Đến nhanh vậy sao? Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn, cùng Lộc Tẩu liếc nhau một cái, song song đi ra Khô Lâu thần cung thăm dò. Chỉ thấy ở ngoài Khô Lâu thần cung, ở trên một mảng lớn hoang nguyên bất ngờ đã chất đầy bảo giáp vật tư, thành phiến thành hàng, chờ đợi kiểm tra và thu nhận. Một đống bảo giáp thần cung, linh đan bảo dược, làm cho người ta kinh hãi. Trong mái hiên, yêu mã toàn thân mặc giáp trụ, thần tuấn phi phàm, chân đạp ma vân, thậm chí ở bên cạnh còn một đống vật tư, còn có một chiếc pháp thuyền cực lớn, che kín trận kỳ, uy phong lẫm lẫm, tiên quang lưu truyền, từ khí doanh doanh, thật có thể nói là làm cho người ta lóa mắt, kích động không thôi. Lúc này đám thủ hạ của Phương Hành xuất thân ô hợp, không có kiến thức gì, sớm đã tụ ở một bên chỉ trò, vẻ mặt hưng phấn nghị luận. Chỉ có điều Thanh Huyền vực chủ phái đến tiên quan ở bên cạnh canh phong nghiêm ngặt, bởi vậy không dám tới gần mà thôi. Tiên giới quả nhiên là tiên giới, nội tình phi thường nhỉ. Phương Hành tiến lên kiểm kê vật tư, cảm giác tăng kiến thức, càng xem càng kinh hãi. Trước kia chỉ nghe người ta nói tiên giới nội tình phong phú, nhưng mà sau khi tới tiên giới lại chỉ cảm thấy ở đây tiên khí nồng đậm một tí mà thôi, những thứ khác không có kinh dị gì. Nhưng mà hôm nay tư duy chuyển biến mới ý thức được mình đã quá cạn. Nội tình của tiên giới quả thực quá phong phú, chỉ là trước kia mình không lưu ý, chỉ từ góc độ của mình đi phân tích mà thôi, không có thấy được chân thực. Mặc dù hắn đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng mà lại không ít bảo bối, hơn nữa lấy được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, gặp quá nhiều bảo bối, bình thường thấy trong tay người khác dùng phân phối, tự nhiên cảm giác không gì hơn cái này. Nhưng mà hôm nay bắt đầu làm thủ lĩnh, thay bọn thủ hạ cân nhắc, thời điểm kiểm kê đủ loại vật tư, mới ý thức được tiên giới và Thiên Nguyên Đại Lục chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tựa như là thanh kim bảo giáp ở trong phân phối của tiên binh, căn bản chỉ có thể coi là chiến giáp cấp thấp nhất, nhưng không ngờ đều do tiên nhân áp dụng tinh hoa bách kim luyện thành, phòng ngự rất tốt, phía trên đại khắc phù triện, có đủ linh tính. Bảo giáp bậc này đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ sẽ là bảo giáp ở trong huyền quan mới có, dưới Nguyên Anh đừng nghĩ tổn hại nó mảy may. Mà đại lục Ngưu Ma Thần Cung là dùng gân cốt của sinh linh thần tộc Ngưu Ma nhất tộc chế tạo, ẩn chứa lực lượng thần tính, tán tiên bình thường dùng, toàn thân hắn bắn ra một mũi tên, chân tiên cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Mà vạn cổ ô mộc lạc tinh tiễn là một loại thần mộc sinh trường vạn năm luyện chế, kiên hơn tiên kim, uy lực cực lớn, có thể đủ để bắn rơi tinh thần. Về phần đạp nguyệt yêu mã càng khó lường, mỗi một thớt yêu mã đều có lực lượng chống lại tán tiên. Tán tiên ở tiên giới chỉ là cảnh giới ở trên Nguyên Anh, mà độ kiếp cảnh ở Thiên Nguyên Đại Lục là địa vị bậc nào? Nói đơn giản, những yêu mã bị tiên binh coi như là tọa kỳ, bất luận con nào mở ra đinh tính đến Thiên Nguyên Đại Lục đều có thể lập tông làm tổ. Đương nhiên ở tiên giới vì để cho chúng cam chịu nô dịch, lại diệt tất cả sinh linh. Phát tài, thực sự phát tài rồi, trước kia cần phải liều mạng đoạt, hôm nay lại nhẹ nhàng lấy tới. Phương Hành nhìn sang, trên mặt không biểu lộ, nhưng mà nội tâm lại cao hứng bừng bừng, cảm giác mình kiếm lợi lớn. Tiên quan ở bên cạnh áp giải thấy vậy, liền nâng mấy ngọc thư qua nói: "Nếu không có vấn đề, kính xin đế tử kiểm tra và nhận."
À, lấy ra ta xem. Phương Hành đương nhiên cảm thấy không có vấn đề, thò tay nhận lấy ngọc thư, chuẩn bị ký xuống. Thanh Huyền vực chủ thật quá mức, là muốn đuổi ăn mày sao? Thế nhưng thời điểm Phương Hành chuẩn bị ký, sắc mặt Lộc Tẩu lại âm trầm, lạnh lùng mở miệng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Nhiều bảo bối như vậy, ngươi còn không hài lòng? Phương Hành ngây ngốc, có chút kinh ngạc nhìn Lộc Tẩu, nghĩ thầm sao cái lão gia hỏa này khẩu vị lớn như vậy. Những vật này đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục có thể xem như bảo bối, nhưng ở tiên giới chỉ là như rác rồi. Lộc Tẩu tức đến dựng râu, bực tức nói: Ngươi nhìn xem thời điểm đế thích xuất trình phân phối như thế nào. Nói xong đưa tới một quyển trục để cho Phương Hành xem xét. Nào là tin tức bọn hắn thăm dò được. Phương Hành có chút nghi hoặc, nhận lấy đánh giá, sắc mặt dần dần chìm xuống. Rốt cuộc biết nộ khí của Lộc Tẩu từ đâu mà tới. Thanh Huyền vực chủ sai người áp giải tới, xác thực là đồ tốt, ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng khó gặp. Nhưng thứ tốt cũng phải phân so với ai. Mình dùng ánh mắt Thiên Nguyên Đại Lục xem như là thứ tốt, nhưng mà so với người khác thì lại kém rất xa. Thời điểm Thanh Huyền Thiên giúp Phương Hành chuẩn bị vật tư, Lộc Tẩu cũng không nhàn rỗi, cùng với Thái Hư Bảo Bảo liên thủ lấy được không ít tình báo, vừa mới đưa cho Phương Hành là kết quả bọn hắn ở trong vòng 2 ngày đã sưu tập được. Nói đơn giản cũng không tính là đồ vật gì bí mật, bất quá là thời điểm đế thích xuất trình ở ngoại vực một ít vật tư phân phối mà thôi. Ngàn bộ xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm, hắc thiết bảo giáp trung phẩm, thành kim bảo giáp hạ phẩm vô số, 3.000 bộ đại lực ngưu ma thần cung thượng đẳng, 10.000 chi huyền cốt lạc nhật tiễn, 3.000 thất xích lân ma hổ, 30 chiếc pháp thuyền, 10.000 viên cửu bảo tiên hoàn, 3.000 viên cửu luyện tiên bảo. Những vật này cũng còn rất nhiều tin là xác thực, chỉ có là nghe đồn, tin tức có thể nói là mơ hồ không rõ. Những vật này có rất nhiều tin tức là xác thực, có chỉ là nghe đồn, tin tức có thể nói là mơ hồ không rõ. Nhưng mà trên đại thể hắn đã không có vấn đề gì. Cũng chỉ chính vì những tin tức này mới để cho Phương Hành minh bạch vì sao Lộc Tẩu nổi giận. Thực sự là người so với người, tức chết người mà. Mới đầu hắn đã hài lòng với vật tư mà Thanh Huyền vực chủ đưa tới, nhưng đó là dưới tình huống không biết đế thích đến tột cùng có vật tư gì. Hôm nay đã biết, như vậy so sánh mới cảm giác như là tên ăn mày vậy. Vốn cảm giác 800 bộ thanh kim bảo giáp, 300 bộ hắc thiết bảo giáp không ít, nhưng mà so sánh với mới biết được thời điểm đế thích xuất trình, chỉ là xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm liền chừng đã ngàn bộ, bảo giáp trung phẩm và hạ phẩm càng không cách nào có thể tính được. Cần biết xích tiêu tiên kim giáp thượng phẩm, đây chính là do tiên kim chế tạo, được chân tiên minh khắc phù văn. Lời nói không dễ nghe, loại tiên kim giáp này Phương Hành mặc cũng sẽ không ghét bỏ, còn cảm thấy rất uy phong. 10 bộ trên tay hắn cũng có ý định lưu lại cho đám người Lộc Tổ mặc, nhưng mà hôm nay biết được thủ hạ tinh binh của đế thích rõ ràng mặc cái này, nói đơn giản chính là tiên giáp trên người mình còn không bằng thủ hạ của người ta mặc. Mà đại lực ngưu ma thần cung được xưng là kỳ chân dị, cho nên chỉ mình 100 bộ mình cũng đã tính toán hài lòng, lại không nghĩ rằng đến chỗ đế thích liền chừng là ngàn bộ, người ta cũng dùng mũi tên huyền cốt lạc nhật tiễn, tục truyền do hài cốt của lạc thần tộc luyện thành. Lạc thần tộc ở trong các thần tộc xâm lấn Thiên Nguyên Đại Lục cũng tiếng tăm lừng lẫy, chính là một trong 10 tộc cường đại nhất. Mà Phương Hành và thần vương lạc thần tộc cũng chính là cốt tộc bất hủ thần vương giao thủ, biết rõ hài cốt của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Từ tên đã có thể biết được, tinh lạc tiễn của mình chỉ có thể bắn tinh thần, còn lạc nhật tiễn có thể xưng là có thể bắn thái dương. Mấu chốt nhất là lạc tinh tiễn mình mới chỉ có 1.000.000 chi, mà người ta lít nhạc nhật tiễn lại chừng 10.000.000 chi. Lại bàn về tọa kỵ nữa, càng nói càng khó coi. Mình có được 80 thất đạp nguyệt yêu mã liền mừng rỡ, nhưng mà đế thích lại trực tiếp phân phối 3.000 thất xích lân mã hổ. Cái này căn bản không phải một cấp bậc. Đạp nguyệt yêu mã có thể lực địch tán tiền, nhưng mà xích lân mã hổ trong truyền thuyết lại là hung thú đỉnh tiêm trong tam thập tam thiên, số lượng rất thừa thớt, chân tiên cũng không có nắm chắc một người hàng phục được nó. Lại về sau pháp thuyền không nói, Phương Hành chỉ có một chiếc, đế thích đã có 30 chiếc, kia căn bản chính là một chi đại quân. Bảo đan cùng với tiền đan, một cái bổ sung pháp lực, một cái chữa thương cho tiền bình, số lượng cũng kém nhau rất nhiều. Còn mẹ nó, các người muốn đuổi ăn mày sao? Phương Hành xem xong nội dung cũng giận không kiềm được, trùng trùng điệp điệp nện ngọc thư lên mặt tiên quan. Điện hạ không cần tức giận, theo như tiên luật của Đại Xích Thiên, điện hạ nên được phân phối đều không thiếu một phần.
Tiên quan kia cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, nhặt ngọc thư lên, nâng tay nói: cái này gọi là không thiếu một phần. Phương Hành cầm quyền trục mà Lộc Tẩu đưa tới, ném trên mặt vị tiên quan. Vì cái gì chênh lệch nhiều như vậy? À, là điện hạ cân nhắc cái này. Ánh mắt tiên quan kia yên tĩnh, bất động thanh sắc, mỉm cười nói: tình huống không giống nhau. Thời điểm đế thích đại nhân xuất chinh ngoại vực, tiên đế còn chưa bế quan, rất nhiều phân phối là tiên đế tự mình gật đầu mới được. Nhưng mà hôm nay không khéo, tiên đế đã bế quan, Thanh Huyền đại nhân không dám tự ý cho ngài quá nhiều, đành phải án đế tiên luật mà hành sự. Lời này nói rất thâm ý. Phương Hành lại là kẻ giả mạo, không quá hiểu quy củ của Đại Xích Thiên, nhất thời nói không nên lời, chỉ là trong nội tâm cực kỳ tức giận, cười lại ném ngọc thư xuống, cũng không ký tên, bảo tiên quan kia cút đi. Có vấn đề gì điện hạ cứ nói với Thanh Huyền đại nhân, hạ quan tùy thời xin đợi. Tiên quan kia thật cút đi, nhưng mà vẻ mặt mỉm cười lưu lại câu này, không người đi khai. Mẹ nó, đừng kéo ta, ta muốn bóp chết hắn. Phương Hành tức điên muốn xông lên đánh chết cái tiên quan kia, nhưng mà bị Lộc Tẩu kéo lại. Ta cuối cùng minh bạch vì sao bọn hắn không hoài nghi thân phận của ngươi rồi, bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm. Lộc Tẩu tươi cười cũng chứa rất nhiều bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản là muốn ngươi đi chịu chết. Trước đó Phương Hành đã được một đạo tiên chỉ do ba vị tiên tôn ban ra, lệnh tiên đế ngay từ hôm đó lên đường tiến về ngoại vực bình loạn. Tất cả tài nguyên đều do Thanh Huyền Thiên tiếp tế. Có thể nói, có thể cho Phương Hành tiện lợi đều cho hắn rồi, thậm chí còn không tra hỏi gì nhiều. Giống như là những vấn đề đối với Phương Hành là cực kỳ trọng yếu, những người kia căn bản không quan tâm, chỉ là muốn để cho hắn đi nhanh lên. Giả mạo đế tử là rất khó, quá nhiều phương có thể lòi đuôi. Phương Hành đã sớm thảo luận với Lộc Tẩu, gặp lại tình huống này nên làm sao để vượt qua kiểm tra. Nhưng mà cuối cùng sự tình bọn hắn thảo luận lại không cần dùng, bởi vì giống như tất cả mọi người đều không nghi ngờ hắn vậy. Vốn bọn hắn còn nghĩ có phải người tiên giới óc bá đậu hay sao, cho tới hôm nay mới hiểu được người ta không phải là óc bá đậu, mà là làm việc quá mức quyết tuyệt. Bọn hắn căn bản không muốn thấy Phương Hành còn sống trở về, muốn hắn trực tiếp chết ở bên ngoài. Cũng chính bởi vì muốn đế lưu chết, cho nên mới không có người quan tâm những vấn đề khác. Ngoại vực chiến trường ác liệt, ngay cả đế tử cũng khó bảo toàn. Mấu chốt nhất là chúng ta vốn nghĩ người giả mạo đế lưu, người khác muốn động sẽ có chút ném chuột vỡ bình, sẽ không quá mức, tối đa chỉ dùng ám chiêu, không dám thương tổn tính mệnh của người. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta vẫn nghĩ tất tiền giới quá đơn giản, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến dùng thủ đoạn nhỏ đối phó người, mà là muốn tánh mạng của người. Từ chân vật tư phân phối cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề rồi. Lộc Tẩu hơi khép hở hai mắt, thần sắc ngưng trọng. Ngươi cảm thấy đế thích ở ngoại vực dám trực tiếp giết ta sao? Phương Hành cười lạnh, quả thực có chút không thể tin được đế thích có đảm lượng trực tiếp động thủ với mình. Chỉ sợ hắn không cần trực tiếp động thủ với người, lực lượng song phương chênh lệch quá lớn, nếu hắn muốn giết người phương pháp nhiều lắm. Lộc Tẩu thở ra một tiếng, thần sắc âm trầm. Hắn nói lại làm cho Phương Hành có chút không phục. Có nghiêm trọng như ngươi nói sao? Lộc Tẩu nhẹ nhàng thở dài, cười nói: luận tu vi, nghe nói đế thích đã là nửa bước đại la cảnh, mà ngươi bị chấn áp ngàn năm, thực lực đại tồn, hôm nay ngay cả thái ất cảnh cũng không đến. Luận thế lực, đế thích tích lũy ngàn năm, binh hùng tướng mạnh, dưới trướng có 9.009 tiền binh, được xưng là Xích Tiêu Tiên Quân, chính là tiên binh tinh nhuệ nhất của Đại Xích Thiên nhất mạch, xung phong vô địch. Mà dưới tay ngươi thì chỉ có không đến 1.000 ô hợp, số lượng tinh nhuệ không quá 300, ngay cả tiên giáp gia hồn cũng không có, quả thực như một tên ăn mày. Lộc Tẩu mở máy hát, thật có thể nói là thao thao bất tuyệt, không ngừng khinh bỉ Phương Hành. Lại luận tiên tướng, dưới trướng đế thích có 28 vị chân tiên, được xưng là nhị thập bát tú, lại có 3 vị thái ất thượng tiên, xưng tam đại tiên sư. Nhưng mà dưới tay ngươi thì sao? Không nói thập đại hộ pháp không thể cho người khác biết được, cũng ở bên người trưởng công chúa không theo ngươi xuất trình, biểu hiện ra cho người biết, chỉ có 3 vị từ trong phù đồ thiên giới giết ra kia, trọng yếu hơn là hộ đạo giả. Nghe nói nghe đồn đế thích là đế tử, bên người có một vị trưởng lão đại la cảnh đi theo, âm thầm thủ hộ. Thế nhưng ngươi thì có cái gì? Dứt lời tự hồ cảm thấy mệt mỏi, thở dài nói: những chênh lệch khác không nói, chỉ tính toán bên ngoài chênh lệch thế này, ngươi lấy cái gì mà chống lại đế thích? Đây mới là nguyên nhân những người kia tin tưởng ngươi sẽ có đi mà không có về. Nếu nói như vậy, ta thật phải chết à?
Phương Hành nghe cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới thầm nói. Lộc Tẩu nhẹ gật đầu, tuyệt đối không để tình. Từ mọi phương diện xem ra ngươi hoàn toàn là muốn chết. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, bỗng lắc đầu nở nụ cười. Cũng không hẳn, bọn hắn tính toán sai một điểm. Lộc Tẩu nao nao. Cái gì? Phương Hành cười nói. Bọn hắn cho rằng ta là đế lưu, nhưng mà ta là phương đại gia. Vừa nói vừa dương dương đắc ý. Ta rất là lợi hại. Cái này... Lộc Tẩu nghẹn họng cười khổ nói. Người vui thế là tốt rồi. Tiên chỉ đã hàng lâm, vật tư cũng đã vận chuyển tới rồi. Dù ở trong mắt đám người Lộc Tẩu, đây tuyệt đối là một hành trình chịu chết. Phương Hành cũng không thể không chuẩn bị lên đường. Chỉ là những vật tư này lại không cách nào có thể phân phối đến ở trên tay tất cả thủ hạ. Phương Hành đã hạ quyết định, bình quý tình bất quý đà. Lúc này xuất trình chỉ mang theo 300 tiên phỉ từ trong phù đồ thiên giới mang ra, mà sau khi đánh vào man hoang thu phục một đám tán tiền thì không mang theo, cũng không đủ phân phối ở trên tay tất cả mọi người. Dù sao tiên binh tiên tướng ở tiên giới đã sớm có quy định phải phối trí như thế nào, có định số, có áo giáp, tọa kỵ, binh khí, cung tiễn là phối trí cơ bản. Ở man hoang dẫn theo 300 tiên phỉ đùa dẫn thì thôi, nhưng mà nếu xuất trên ngoại vực không có phối trí cơ bản thì không thể nào nói nổi. Chỉ tiếc đám người Thanh Huyền vực chủ cầm tiên luật ra nói, Phương Hành cũng hết cách, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Giáp cốt dễ nói, trước mặt hắc thiết bảo giáp trung phẩm, tuy phẩm chất bình thường nhưng mà uy phong còn tạm được. Phương Hành chỉ có thể suy nghĩ. Binh khí, đám hỗn đản kia cái nào trên tay không có pháp bảo mình thường dùng, cũng không cần quản, để cho bọn hắn dùng cái của mình. Bảo đan tiên hoàn tạm thời đủ dùng, có thể ứng phó vài ngày là được. Đã đến ngoại vực lại nghĩ biện pháp. Cùng tiễn trước 100 bộ kia, trang bị 100 người là tốt rồi, nhưng mà không có tọa kỵ, có chút mất mặt. Lộc Tẩu nhếch miệng, ngẫm lại cũng phải. Dù sao kéo 300 tiên phỉ này ra ngoài, ở trên danh nghĩa là tinh binh của đế tử, đến ngoại vực chiến trường là phải tranh mặt mũi, kết quả ngay cả tọa kỵ cũng không có, dựa vào hai cái đùi mà chạy loạn khắp nơi, thật là có chút mất mặt. Nhưng mấu chốt là tọa kỵ thực không dễ làm, nếu chỉ cho bọn họ ngược lại không sao, tùy tiện đi nơi nào bắt một con là được, nhưng mà dùng để phân phối tiên binh lại phiền toái. Đầu tiên phải thống nhất, không thể người cưỡi long ta cưỡi hổ, vậy thì rối loạn. Tiếp theo tọa kỵ bản lĩnh thấp quá cũng vô dụng, lên chiến trường bị tiên uy chấn một cái liền tiểu ở trong quần, loạn thành một bầy cũng không có tác dụng gì. Giáo chủ, Lộc tổng quản đang đâu đầu, lại nghe bên ngoài khô lâu thần cung có người hô to. Hai người ra ngoài nhìn, chỉ thấy Hoan Hỉ Cáp Mô về mặt vui vẻ, mặc một bộ tăng bào, lộ ra cái bụng béo phì, không khỏi đắc ý nói: các người là đau đầu sự tình tọa kỵ đúng không? Lần này thuộc hạ lập được đại công rồi, ta tiến vào man hoang hai ngày, rốt cục thuyết phục được một đại yêu quật. Bọn hắn cũng biết thiên địa đại biến, không thể tiếp tục trốn ở đó nữa, tự nguyện sẵn sàng góp sức cho giáo chủ tranh đoạt tiên mệnh. Một đại yêu quật. Phương Hành và Lộc Tẩu nghe xong, hai người đều có chút kinh dị, liếc nhau một cái hơi động tâm. Nói đến Hoan Hỉ Cáp Mô cũng là dị loại, đầu tiên ở tiên cảnh bị Thái Hư Bảo Bảo mê hoặc, hai đạo chủ khác một chết một thương, về sau đều chạy thoát, chỉ có hắn ở lại khăng khăng một mực đi theo Thái Hư Bảo Bảo, coi như là theo Phương Hành pha trộn. Chỉ tiếc tu vi không cao, thực lực bình thường, càng không được tín nhiệm. Về sau Phương Hành được một nhóm lớn tiên mệnh, có một phần của nó nhưng mà một mực nắm giữ trong tay Lộc Tẩu. Trước khi lập công không cho phép dùng, nó cũng rõ ràng trong nội tâm một mực suy nghĩ làm sao lập đại công đạt được tiên mệnh. Trong mấy ngày nay, Phương Hành và Lộc Tẩu đông đánh tây công, bề bộn đến bộn đi, nhưng hắn lại chạy khắp nơi không biết làm gì, người khác càng không có tâm tư quản hắn, ngược lại không nghĩ tới hôm nay đang đau đầu hắn lại xuất hiện nói được tìm được tọa kỵ. Đúng vậy, đã thuần phục giáo chủ ai dám lười biếng, mấy ngày nay bồn tọa chạy bốn phía là lao tâm lao lực. Hoan Hỉ Cáp Mô đắc ý thở ra một tiếng, bắt đầu tố khổ: bớt xàm ngôn đi, tọa kỵ ở nơi nào? Phương Hành hét lớn một tiếng, cắt đứt lời của nó, kích động hỏi: đến rồi. Hoan Hỉ Cáp Mô tức thời cười to vỗ tay. Chỉ nghe phía chân trời phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rung trời, chỉ thấy tầng mây phá vỡ, từng điểm đen từ trong hư không rơi xuống, uy thế cực kỳ đáng sợ, càng như là từng tòa núi nhỏ ầm ầm rơi xuống bình nguyên trước Khô Lâu Thần Cung. Uy thế kia ngay cả tiên binh dưới trướng Phương Hành cũng hoảng sợ,
cả đám tay cầm binh khí nhảy dựng lên, còn có người trực tiếp nhảy tới không trung, sát khí lẫm lẫm muốn giết qua. Oanh một tiếng, trong sương mù, đất rung núi chuyển, đại địa rạn nứt, từng tòa núi nhỏ rốt cục rơi xuống đất. Đằng sau khói bụi mịt mờ, lộ ra từng ánh mắt lạnh lạnh sáng như tuyết, làm cho lòng người băng hẳn. Cái này, nhìn trận thế kia, tất cả tiên phỉ đều sững sờ, cả đám không mò ra được ý nghĩ. Cái này là tọa kỵ ngươi tìm tới. Lộc Tổ có chút giờ khóc giờ cười, im lặng nhìn về phía Hoan Hỉ Cáp Mô. Không sai, đến. Lộc tổng quản, bổn tọa giới thiệu cho ngươi, vị này là yêu vương Chấn Thiên Tán Nhân, nhiều thế hệ ẩn cư trong man hoang. Lão nhân già đã sống mấy vạn năm rồi, tu vi thâm hậu. Lúc trước Thái Hư Tiên Vương từng ra tiên chỉ mời hắn nhập tiên thành, nhưng mà hắn không đáp ứng. Về sau thiên địa đại biến, lão nhân già mang theo tộc nhân quy ẩn man hoang, không hỏi thế sự. Nghe nói Thanh Huyền vực chủ một mực không dám đánh vào man hoang, là cho ngài mặt mũi, ta cũng rất vất vả mới. Hoan Hỉ Cáp Mô cao hứng bừng bừng giới thiệu, vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì yêu vương đại nhân, cái này căn bản là thân thích của ngươi. Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời hắn, ngơ ngác nhìn Chấn Thiên Tán Nhân đó. Cũng khó trách hắn đoán như vậy, một đám tọa kỵ bị Hoan Hỉ Cáp Mô tìm tới, xác thực rất giống thân thích của hắn, bởi vì cái kia căn bản là một đám cóc. Tổng số lượng chỉ sợ là mấy trăm con, tu vi không cạn, cơ hồ đều không thua Đạp Nguyệt Yêu Mã, thậm chí ở trên khí thế còn hơn. Cả đám ngồi xổm ở đó, ăn nói có ý tứ, ánh mắt u lãnh, làm cho người nhìn liền bốc lên hàn khí. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là cóc mà. Cái này quả thực cũng có thể xem là họ hàng xa. Hoan Hỉ Cáp Mô có chút im lặng nói, vừa nói vừa ngượng ngùng bật cười. Người muốn để cho tiên binh dưới trướng chúng ta cưỡi một đám cóc sao? Trong nội tâm Lộc Tẩu bốc hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoan Hỉ Cáp Mô, để Hoan Hỉ Cáp Mô trột dạ. Thuộc hạ của lão phu, cả đám có huyết mạch yêu vương, căn cơ thâm hậu, dám đánh đám giết, bàn về đảm lượng quyết không thua ai, bàn về bản lĩnh cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu bàn về tốc độ, một nhảy vạn dặm ai có thể so? Lúc trước Thái Hư muốn thu hài nhi của ta làm tiên binh tiền tướng, lão phu cũng không đáp ứng, hôm nay chỉ để cho bọn họ tới làm tọa kỵ, các ngươi còn ghét bỏ sao? Tiểu Hỷ Tử nói Tam Điện Hạ hùng tâm tráng trí, ánh mắt cao minh, là như thế này sao? Hoan Hỉ Cáp Mô còn chưa mở miệng, lão Thiềm Thử thủ lĩnh lại không đáp ứng, cười lại nói. Lộc Tẩu thấy vậy liền không lên tiếng, chỉ nhìn Phương Hành. Lão Thiềm Thử kia thực lực không yếu, lại là thái ất cảnh, xem ra như là một vương đại yêu. Ai nói ta không đồng ý? Phương Hành nghe vậy lại nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Chấn Tiên Tán Nhân, cười nói. Đây đúng là một đám hào thủ, tọa kỵ có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Lão Thiềm Thử, ngươi làm sao lại chịu tặng không chỗ tốt cho ta? Có điều kiện cứ nói đi. Tốt. Lão Thiềm Thử nghe xong cũng không có tức giận, chân trước vỗ kêu một tiếng tốt. Sau đó thanh âm bỗng nhiên giảm thấp xuống, một đạo thần niệm trực tiếp truyền vào thức hải của Phương Hành. Những hài nhi này quy thuận dưới trướng của đế tử, cũng không tính bôi nhỏ. Bất quá lão phu từ trong thức hải của Tiểu Hỷ Tử lại biết được một bí mật, nghe nói trên tay đế tử có không ít tiên mạch, trắng trợn phong thưởng, không biết việc này là thật hay giả. Nguyên lai là vì tiên mạch. Trong lòng Phương Hành sáng tỏ, bình tĩnh nhìn đáo Thiềm Thử, cũng truyền âm nói. Ta xác thực có tiên mạch, còn có không ít, nhưng gia hỏa kia quyết không dám nói cho ngươi biết chuyện này. Ngươi ngược lại trước nói cho ta một chút, ngươi làm sao mà moi ra được? Lão phu có một bí pháp, cùng huyết mạch tầm đó có thể móc ra không ít bí mật. Lão Thiềm Thử cười lớn nói, đế tử yên tâm, việc này lão phu đã từng nói qua liền quên, tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ. Tốt nhất là như vậy, dù sao tính mạng toàn bộ của tộc ngươi đều ở một ý niệm của ta. Đế tử đã có tiên mệnh, vậy những hài nhi này của lão phu, nếu bọn họ chịu hiệu lực, phong thường mấy cái để có gì khó? Không cần không cần, lấy một cái có bản lĩnh phong thường tiên mệnh, tiếp truyền thừa của lão phu là được. Hay, nhiều sẽ thành xấu, những hài nhi này đều là nhân tài kiệt xuất của Chấn Thiên nhất tộc, bất quá bởi vì huyết mạch, trừ khi được tiên mệnh, nếu không khó mở linh trí. Lão phu giao chúng cho đế tử cũng là một quy túc tốt, không cầu nhiều, nếu như đế tử thỏa mãn, chọn mấy cái hợp mắt phong thường là được. Hai người nói chuyện vài câu liền đạt thành nhận thức chung. Chấn Tiên Tán Nhân vỗ hai tay nói, các con lập tức nhận chủ, từ nay về sau người này là tiên chủ của các con.
Một đám cóc cùng kêu hét lớn, thanh thế cực to lớn. Khách khí khách khí, các ngươi hào hào hiệu lực cho bản đế tử, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Phương Hành cười cười, lại để cho Lộc Tẩu ghi chép. Chấn thiên nhất mạch xem như là quy kiếp đạo đạo thống rồi. Đây sẽ là tọa kỵ của chúng ta. Ngược lại là đám tiên phỉ, sau khi nghe Phương Hành an bài, cả đám mắt choáng váng. Vừa nghĩ tới tiên binh khác đều cưỡi rồng cưỡi hổ, mình lại cưỡi một đám cóc công kích, trong nội tâm liền không được tự nhiên. Lúc trước đi theo vệ đế tử này còn tưởng có thể có uy phong, thoáng một phát thuận tiện kiếm thêm đồ tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem, lúc trước mình lựa chọn là sai lầm sao? Tối thiểu nhất về sau khó có uy phong nổi. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.